Rồi chào bác nghe, hôm nay thì con cái bơm inox nè, gắn cho máy xăng nè. Máy xăng là từ 5,5 6 rưỡi 7 rưỡi nha. Là không vô là 60 nè, không ra 40 nè. Vô 60 ra 40 nè, lắp ráp rất dễ các con. Con cần gắn vô thôi. Cốt 19 20 con mua phù hợp nha. Đây. Rồi siết bốn ốc này lại, xoay hướng nào xoay, nó có nhiều hướng cho con xoay nè, thấy không? Xoay hướng nào xoay xong siết lại bốn ốc lại. Xoay tứ hướng luôn nè, đó. Hướng nào xoay hướng đó đến vậy. Con siết bốt này cố định thôi. Đó, dễ à dạ. Đúng rồi. Đây là bơm inox nha. Và con khi mua con phải đo cái máy và con coi cốt này 19 hay 20 con cho phù hợp tùy theo động cơ máy mà con mua. Không, rất rất đơn giản, thấy bốn ốc đi vô rồi, còn hướng nào con xoay hướng nào xoay vô 60 ra 40. Máy xăng cốt thẳng nha, là 5,5 60 5 75 là xài được hết này. Bơm lưu lượng nè, lưu lượng nước lớn lắm nè, không chỉnh hướng nào chỉnh tùy bà con, hướng nào phù hợp thì bà con gắn thôi. Đó là bơm inox gắn cho máy xăng. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707. Alo. Alo. Đây, bơm inox dành cho máy xăng nha. Đó, gắt gỡ. Ai gỡ ra ai gấp gấp được nha bà con. Chị em phụ nữ gấp được luôn đó không? Không. Vô 60, ra 40 vậy thôi. Cắt vô xài. Còn hướng mà con xây hướng nào xây nó. Một hướng, hai hướng, ba hướng. Muốn xây lên xây xuống thì tùy, cứ bốn lỗ ốc bắt thôi. Này bơm dành cho máy xăng nha. Máy xăng là cốt thẳng. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707.